Đây cái database của anh là cái database này, mình nhỉ anti framework database first đó, nó chỉ có hai bảng này thôi, là bảng employee và bảng skill. Mục đích của mình là mỗi nhân viên là có một cái kỹ năng nào đó, và kỹ năng là được đóng bao nhiêu lâu đó, mình sẽ làm cái bài này, được chưa? Rồi thì anh sẽ làm trên cái bài này luôn cũng được. Anh cái phần này để chỉ nhắc lại là anh chỉ cần mục đích của bài này là cho các bạn biết về data table và front end nhé các bạn. Còn phía bên trong này thì coi như mấy bạn đã từng học và đã được làm rồi. Đoạn này anh không nói lại phần trong này nữa. Rồi ok, đây anh đã có làm rồi nhưng mà anh sẽ làm một cái việc nữa, đó là anh sẽ tạo một cái controller mới có tên là MT luôn nha, để viết lại từ đầu cho mấy bạn thấy. Nhân viên đi. Vì như vậy là chúng ta sẽ add vào đây một cái controller. Đối với cái kiểu kỹ thuật làm bên này á, thì mấy bạn đưa việc ra cho thằng Gregory nó làm hết ở trong controller, mấy bạn đơn giản thôi, chỉ là một cái view đơn giản như này thôi. Rồi anh add một đây một cái view. Add vào. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái view ở đây. Chắc là thì anh được thử cái nút get ra bên ngay, anh qua làm cái bài này anh có nút get sẵn hết rồi. Rồi như vậy chúng ta sẽ có một cái view ở đây, nó sẽ đi đồng bộ là chúng ta sẽ có là controller, nhân viên, trong view chúng ta sẽ có là nhân viên ở đây, được rồi. Rồi sau đó để đi đồng bộ với nhau thì chúng ta vào với cái group, tất cả các cái file react của mày, riêng của bạn đặt trong với cái group này nghe mà bạn, trong này anh có một controller tên là nhân viên, anh có một cái nhóm các cái view cũng đặt trong một nhân viên, thì những cái file react mà ăn theo thằng nhân viên đó anh cũng đặt trong một cái mục tên là nhân viên, mục đích để cho ăn theo với nhau một tour như vậy, mà bạn có thể đặt kiểu khác cũng được. Tuy nhiên anh thấy bởi vì sau này bởi những cái project mà nó lớn á, mà mày bạn đặt theo kiểu theo group này á, thì mày bạn sẽ chuyển quản lý suốt hơn. Nên tiếp tục trong react nha, anh sẽ thêm một cái folder có tên là nhân viên. Rồi và tương tự trong nhân viên này anh cũng sẽ tạo ra một cái file JS có tên là nhân viên.js. Đây, file JS và anh đặt tên cho nó là nhân viên.js. Chưa? Có nhiều cách để mình bằng điếu hay là phát triển một cái file JS ở trong này. Tuy nhiên anh có một cách, mà cái cách này là giúp cho mình bằng từng dùng lại mà nguồn và sẽ có lón qua những cái bài khác nhau những dễ hơn. Thì anh áp dụng hoàn toàn cái kiến thức mà bạn đã học ở cái module 1 á, là kiểu object ở trong chỗ thằng JavaScript á. Thì cái cách của chúng anh thiết kế như đây, anh sẽ vá ra một cái đối tượng đây là nhân viên. Cái đối tượng nhân viên là anh sẽ gắn bằng là nhân viên hoặc rồi cái câu này của anh có nghĩa là gì? Nếu giả sử anh vá ra một cái đây là có nghĩa là object đúng rồi bác, object đúng không? Cái cách khai báo object mà bạn nhớ là module 1 mình học đây là khai báo một object ở trong một cái nhóm. Và nếu thì ghi như này có nghĩa là gì? Nếu trước đó có một cái object nào tên nhân viên tồn tại rồi thì anh sử dụng lại, còn nếu chưa có thì anh tạo mới. Ok chưa? Rồi trong thằng giấy ad á, nói chung á, mà nếu mà hẳn mà để bắt khi nào mà mình muốn bắt đầu thì để cho giấy ad nó chạy thì nó được viết trong cái lớp gọi là document ready, thì anh sẽ viết như này, trong này là document chấm ready. Đấy, thì cách viết giấy ad của mấy bạn đi một cái lỗi rất hay gặp, đó là trong viết giấy ad á, mấy bạn hay quên dấu đóng dấu ngoặc. Cho nên mày bằng việc xong rồi bằng đóng bằng ngoặc liền thì nó sẽ quả sai. Trong đây mày bằng việc một cái phân tần. Đấy, thì cắt viết như này thì mày bằng sẽ rất ít khi bị sai cái dấu đóng và dấu vừa ngoặc. Rồi tiếp tục. Để mà anh chia việc ra với nhau, có nghĩa là sau này khi anh chạy một quả đó, anh đâu có bằng duy chạy trước. Còn cả cái thằng khác nó tự động kích hoạt và chạy thế sao? Thì anh sẽ viết một cái hàm tên là nhân viên chấm init bằng function. Bằng function này nha. Rồi. Như vậy là object đây là hướng đối tượng này. Đó, chúng ta có một cái class hoặc một object tên là nhân viên. Chấm init là một method, một action. Được chưa bạn? Và cái phương thức đó anh cũng dùng
Anh không dùng e cháu nghe mà bác, anh chỉ dùng các kiểu tạo bằng function bình thường thôi à. Thì có nghĩa là đây là object nhân viên có một cái method tên là init, là giống như bạn học từ lan mô đun 1 mà có cái bài đăng pin á, đăng pin chậm năng lượng một cái chậm status thôi đó, hoặc là tăng pin lên hoặc giảm pin xuống, thì là việc các kiểu như này. Rồi trong init này tiếp tục anh sẽ viết thêm, rồi sau đó là anh sẽ gọi cái hàm init này vào trong cái document ready á, có nghĩa là vào trong document ready anh sẽ gọi qua cái hàm init đó. Đầu tiên là nó chạy cái document ready đó, thì nó gọi qua cái hàm init phía trên đó. Trong hàm init phía trên là anh sẽ làm gì đây? Ở đây anh sẽ viết một cái nửa cái nữa là nhân viên chấm anh hay dùng từ là draw data table bằng function. Như vậy là có nghĩa là vào cái là anh sẽ lấy dữ liệu để anh vẽ cái thằng data table này ra, vào cái để lấy dữ liệu để anh vẽ cái thằng này ra. Để cho anh chưa tốt rồi cho nên anh chạy lỡ rồi, được chưa? Thì trong cái data table này thì nếu anh sẽ lấy của người ta về bỏ như thế nào, rồi thì trong cái thằng init thì anh sẽ gọi là thằng này. Mục đích của anh tắt cái init này ra là để chỉ nếu mình có thể chung cái hàm init này là để nhiều việc khác nhau. Thì theo từ phân cấp là bằng thế này, đầu tiên bố chạy thằng document ready. Document ready hẳn sẽ gọi là cái hàm nhân viên chấm init. Trong hàm nhân viên chấm init hẳn sẽ gọi là cái hàm về data table, có nghĩa là về ra cái lưới đó cho mình. Được chưa? Còn sau đó mình sẽ tiến các cái thêm sửa xóa bằng recovery mình sẽ viết chân sau. Chứ mà bác. Rồi. Thì để cho nhắn là anh sẽ lấy của cái khoảng. Sau đó tiếp tục bên trong cái thằng nhân viên controller này để mà sử dụng được cái thêm một việc nữa, đó là mình phải cài cả cái thư viện vào để chạy, được chưa? Thì để mấy bạn cài cái thư viện này á thì mấy bạn sẽ search cho anh cái từ khóa có tên là data table. Trong phần này mấy bạn sẽ đi vào cái vừa căn cứ của đi data table nha. Mấy bạn cài bằng sử dụng bằng npm, mấy bạn cài vào trong bản của bạn á. Đây thì kiểu tí nữa thì sẽ cái link này cho mấy bạn. Thật ra anh được tham khảo đấy thôi. Cái thư viện npm của data table nằm đâu nhỉ? Nhưng phải nằm đây. Ví dụ đi data table. Anh quan quên nốt lại một cái máy rồi. Npm đây. Rồi, thì để mày bàn cài cả cái thư viện của JavaScript vào bên trong cái bài của mình á, thì mấy bạn có một cách là sử dụng npm install này để mấy bạn cài vào. Thì để mấy bạn cài cái thư viện đó vào như sau, mấy bạn đi như thế này. Ở cái chỗ cái đấy là anh sẽ muốn cài nè. Vì ở đây anh có cài sẵn rồi nha. Cho nên anh sẽ có thể là exclude nó ra đi. Anh sẽ exclude nó này ra hoặc là xóa luôn. Rồi xong rồi anh sẽ thêm lại như sau. Rồi anh sẽ từ từ để cái này chúng ta vào lúc tool này, chúng ta sẽ chọn cửa sổ nó command line và chúng ta chọn nó developer command line from này đó. Thì mặc định nó là sẽ cho chúng ta tới cái chỗ cái đấy là anh đang hướng dẫn cái bạn cách cài cái thư viện JavaScript vào bên trong cái solution mà bạn đang làm nhá. Có các bạn khác có thể copy cái file này sao cũng được, tuy nhiên mình muốn lấy tròn hồ của hẳn thì mình bạn dùng cách này để lấy về tròn hồ. Thì ở đây anh muốn là hẳn sẽ đi vào tầng bên trong cái thư mục này. Anh muốn đi vào bên trong thư mục list này cho anh luôn. List này được tắt chỉ library là thư viện á. Và lúc này thì cái thư mục của anh đây, anh sẽ đi vào dần dần để bên trong đó cho mọi bạn sẽ thấy là như thế nào. Practice. Rồi tiếp tục cái bài của anh đang làm là bài này đó. Anh sẽ đi dần vào trong cái group và link ở đây nha các bạn. Thì anh đang đứng ở đây, hiện tại anh đứng ở Practice Entity Frame 1 là hiện tại anh đứng ở đây đó, hiện tại anh đang đứng ở đây nha, cho nên cho anh phải đi vô tiếp CD hở ra
F D B phân. Rồi xong tiếp tục là cô đây là anh sẽ tiếp tục đi vô với kẹp group CD hở ra với kẹp group. Rồi xong tiếp tục là anh sẽ đi vào thêm một cấp nữa là CD hở ra list. Rồi nha, nó có nghĩa là cái thư mục mà mày bàn muốn sau khi cái thư viện Gregory mày bàn bỏ vào nó nằm ở đó. Xong rồi á thì một công việc của mày bàn là để mà khi mày bàn đi copy của người ta thì mày bàn kỹ thuật chạy CMD này mày bàn sẽ làm như thế này thì nó chẳng hạn như nó có một cái thôi như đây là chạy lên tập nhiều cái gì. Rồi thì mày bàn sẽ là cài đặt hai cái thư viện đó vào. Đây là dùng bỏ rau quả, chẳng phải dùng NPM này, NPM trên này. Nhớ là dùng NPM này, từ khóa NPM install data này. Một cái cản vào trong này. Install vào. Rồi, trong một chú chú con lại, quốc luôn. Để cho thân thân chắc là chủ cái là được rồi. Đây là cái file này là library nha, còn bên này sẽ là file lên 17. Rồi dán vào, cài vào. Rồi sau đó mình bàn cài xong rồi á thì bạn kiểm tra là xem thông thư mục list của mình xem có sự có khả năng ở chưa. Thì bạn mở chế độ ẩn lên. Đây thì bạn thấy nó đã có cho mình. Cái chế độ này là chế độ xấu những cái phần mày bạn ấy. Vì khi nó cài vào nó được chữ include vào project cho nên mày bạn phải bật nó lên để nhìn thấy á. Thì sau đây trong đây mày bạn sẽ thấy này nhá. Data table net này, đó nó lấy về hết cho mình đây. Nhưng mà nó nằm ở chế độ mơ mơ đấy, người ta sắp thần. Chưa vào project thì mày bằng muốn vào project, mày bằng kết quả thì anh chọn là include in project, có nghĩa là anh sẽ thêm cái file này vào trong project của mình. Nên cho nên sau này nếu mày bằng muốn bơ cái thư viện dí ẩn ở đâu đó mà về trong bài mình thì cách làm phong phong tương tự và mày bằng sử dụng search cái từ khóa npm install nó sẽ lấy về. Rồi sau khi include vào với cái cách này thì mày bàn cái số lượng file nó vào rất là nhiều. À, tuy nhiên sau này khi mày bàn làm quen rồi thì mày ăn nghỉ mày bàn chỉ lấy cặp này thế này. Lấy cặp này thôi. Còn bên thằng này á thì mày bàn trong xe đẹp mày bàn lấy cặp này. Là được rồi. Còn vì đấy thằng con thưa thêm thằng thằng để cho chắc ăn á cho nên thằng cũng cai tiệm Gregory ở đây cho mình này. Mà Gregory này là chúng ta cũng cần được vì chúng ta đã có Gregory sẵn đến này rồi. À, trên cái thư viện đây Gregory chúng ta cũng đã có sẵn ở đây rồi. Được chưa? Rồi sau khi chúng ta cài thư viện của thằng data table xong thì chúng ta sử dụng bằng cách như thế nào? Ở bên chỗ thằng index của thằng nhân viên, đây là index của thằng nhân viên đúng không? Rồi mấy bạn tạo cho anh hai cái setting, một cái setting cho cái thằng c để đẹp và một cái setting cho cái thằng script. Thì để mà cái setting này nó work á thì mày bằng lưu ý cho anh là mày bằng phải có hai cái chế độ đây. Cảm thôi một số bạn vào là sẽ gặp cái lỗi đấy nè. Mày bằng sẽ gặp cái lỗi ở cái chỗ của thằng lấy áo á. Ở cái thằng lấy áo mày bằng nhớ cho anh là mày bằng đặt cho anh hai cái thuộc tính này. Kẻo không thôi nó sẽ bị sai. Share layout. Đó, thì để ở đây là mày bằng ghi là render setting set add này, cái chữ set add này do anh đặt cái này nhé mày bạn. Do đây này, chữ set add đây này. Chưa? Yeah. Là bên này mày bằng require con này. Kẻ không có đầu tiên vô cũng mà nó có require con trúng một cái là nó có lỗi ngay. Là đó là set add. Tương tự cho nó ở phần dưới mày bằng sẽ có cái render setting script. Đó, chữ script anh ghi đây là do từ khóa script và bên này này tương tự này đúng không? Cho nên là trong này mày bằng cũng đặt cho anh cái render script require con luôn. Có nghĩa là khi cái layout nó búng lên cái thì nó đọc cả cái file nó có yêu cầu rồi. Nếu thế nào document ready nó chạy thế thì nó mới làm. Cho nên là nếu mày bàn mà dùng setting kiểu như bên chỗ cái file cái view của mình bên này á mà mày bàn quên mất thì chuyện là tắt hai cái require ở cho set add và javascript này là nó nổ lên nó không chạy được đâu. Được chưa? Xong xuôi thì mày bàn sẽ muốn sai hẳn thì mày bàn sẽ ở bên này cho nó khỏe một cái nên là bàn thì cầm cổ lối kéo vào thôi. Nó bằng cách này trong giấy S mày bàn vào cái phần list, mày bàn vào phần nút này tiếp tục mày bàn lấy cho anh cái file là Gregory data table min kéo vào trong phần đây
nó nói tự động kèm cho mình một cái link của thằng data domain JS để dùng cái sinh thái của thằng, được chưa? Tương tự như vậy, mấy bằng trong cái thằng này JS, mấy bằng lối cho anh cái thằng recovery data domain này thả vào trong phần, có nghĩa là script là bỏ trong script mà JS là bỏ trong JS, được chưa? Phân biệt hai cái này kèm thôi, mấy bằng làm lộn cái nó sai, được chưa bạn? Rồi thêm một cái thư viện nữa, đó là thằng JavaScript bỏ vào nữa, tách lỗi recovery bỏ vào nữa, thế người thằng thư viện recovery bỏ vào nữa nha mấy bạn. Rồi và cuối cùng chính là cái file JS của mình tách ra đó, cuối cùng là cái file nhân viên của mình bỏ vào đây. À, có nghĩa là mình phải vì cái file nhân viên của mình á là mình viết tên cái nền của thằng recovery và sử dụng các thư viện khác cái đấy là vào năm cuối, có nghĩa là chờ mấy thằng kia tải xong thứ các kiểu rồi đi ra cái này mà đến cái file mình mà chạy. À, có nghĩa là với cách viết này thì anh tắt cái file JS của anh theo từng cái module một, có nghĩa là anh làm chức năng quản lý nhân viên anh tắt hàng ra thành một cái file JS nhân viên luôn, và cái file JS nhân viên anh chỉ dành ra cái chức năng nhân viên management của anh thôi, sẽ không bị ảnh hưởng đến cái chỗ khác. Rồi đó là cái phần chuẩn bị về mặt phần này. Trong back end thì mấy bạn cài cho anh một cái nút ghép có tên là, anh cài rồi cho nên thì anh phải thử ra cái đó, hoặc là mấy bạn chọn được, có nghĩa là cái tên của anh ở đây trong cái thang này hẳn cũng có chỉ cho bạn, thì anh sẽ gửi hai cái link này cho bạn. À, nếu mấy bạn dùng MVC 5 á thì mấy bạn sẽ cài thư viện này MVC 5 thì mấy bạn sẽ cài cái thư viện này, mấy bạn sẽ cài cái ARPANET Core, anh bạn, mấy bạn sẽ cài MVC 5 thì mấy bạn cài là Linkview Dynamics. Còn nếu mấy bạn dùng NET Core thì mấy bạn ghi là ARPANET Core Application. Đây, đổi cho cái thằng này, thì dùng thằng này nhá. Bằng copy cái thư viện này vào, mấy bạn sẽ trong cái browser là bằng search ra. Đây thì mấy bạn chọn cho anh cái install cái này vào, hay anh install rồi. Còn lại mấy bạn thì mấy bạn sẽ install cái này vào, cái này là để nó phân giải cái data table á, cái dữ liệu data table của mình bên kia để cho nó giải thích ra. Đó. Thì ngoài cái lý thuyết và ngoài cái thứ đi thì thằng này đã giải thích cho mình rất rõ, nhưng đây anh giải thích lại cho mấy bạn để mà hiểu thôi. Rồi, như vậy là sau khi mấy bạn install thằng này vào xong, đây là cài một cái nút get, chắc mấy bạn được cài rồi đúng không? Có bằng nào cũng thì mấy bạn dùng cái Postfix Entity Framework thì mấy bạn có chơi cái kiểu này để cài vào mà đúng không? Nên là cái này thì chắc là còn là cũng có chứ vậy là cho mấy bạn. Rồi ở đây anh sẽ viết một cái đó, ví dụ là xong cái đó anh sẽ viết một cái gọi là public JSON result hoặc là action result cũng được. Trong này anh sẽ cái cách đặt của anh là như thế này, có thể mấy bạn sau này mấy bạn thích thì bạn đổi tên lại, không không thì cách đặt của anh thường thường sẽ là get có chữ s của anh, có nghĩa là anh sẽ muốn lấy hết, anh sẽ bỏ các từ khóa này get có chữ s có nghĩa là lấy hết, thì là anh dùng get thì một chữ s thôi đã lấy một thằng. Cái hàm tây của anh là sẽ là vừa gồm sẽ là thêm một số ở đó và tương tự đúng không? À rồi thì để cho nhắn là anh sẽ được cống vỏ lại thì anh sẽ lấy bên này qua cho nhắn nha các bạn, anh sẽ giải thích cho các bạn này. Rồi cái bộ trên này là mấy bạn cài vào để sử dụng thôi. Đây anh không tắt tân cho nên là anh ra đi cho nhắn nha. Đây là tạo hàm constructor thôi mấy bạn ấy. Chắc lắm đến nỗi gì mấy bạn hiểu rằng đấy đúng không? Đây là chỉ là tạo ra cái data DB context của anh để sử dụng. Đây mình đổi tên thành nhân viên này cho nó khác nha. NVDB context. Đó, là có nghĩa là khi cái controller anh được run một quá thì anh sẽ sử dụng qua cái thằng sử dụng cái NBDB contact này để anh query dữ liệu, truy vấn dữ liệu, và khi controller nhân viên này nó được tự động đầu tiên thì tự động nêu cái object cái đối tượng nó ra. Rồi con đấy là anh bờ thư của họ về thế này, chứ anh không việc lại, tuy nhiên anh bỏ đồ lại chi vì cái bài họ hướng dẫn đến đây á là cái search của họ là search mục 1, có nghĩa là mấy bạn muốn xuất nên mấy bạn phải gõ đúng chính xác cái từ khóa là nó mới xuất được. Còn bên anh sửa lại chỉ là anh cho là một vài từ sửa được,
và cái shock của bên đó nó chữa chạy, anh chữa cái shock của anh nó chạy luôn đó. Thì anh sẽ bỏ mà nguồn qua đó, anh sẽ giải thích sau đó lại bằng lại cái này trên ghét của anh nhé, để mà về nó chạy lại đây. Trong cái hàm ghét của anh biết cái này và có một cái hàm private, anh biết rằng đây đi bạn sẽ là những kit như bạn sẽ rồi đây là mấy cái thư viện đổi về đây công tác còn lại là thằng này nhá. Liên kêu là chắc mấy bạn sẽ bài có biết liên kêu không mấy bạn biết đúng không? Sẽ bài chắc lên cái này lên mai chắc mong đó rồi. Cái ham property info này của anh có nghĩa là gì? Mấy bạn đối vào đây một cái model nhá. Type of model get property nó có nghĩa là cái model nó có bao nhiêu kỹ thuật định lúc đó thì nó lại hết. Rồi sau đây mình ví dụ chẳng tí nữa anh đi bất vào đây mình bạn sẽ thấy anh sẽ có năm thuộc tính trên cái thằng property này sẽ có năm mảng, cái mảng có 5 phân tử. Và cái mục đích của anh là gì? Thì anh muốn tìm kiếm á, vì cái ham tìm kiếm của anh này là anh cho tìm kiếm đồng à, sắp xếp đồng, có nghĩa là anh khiến chọn vào cái cột họ tên thì nó sắp xếp cái họ tên, mà anh chọn có số điện thoại thì nó sắp xếp cái số điện thoại à, cho nên anh sẽ làm hai việc đây, comment ở đây này, cái draw này có nghĩa là cái số lượng mình muốn vẽ ra, cái thằng plugin này là phân tán là độ dài 10 hoặc 20 gì đó là bắt đầu, cái len là cái line là plugin, cái shop name là cái cột mình muốn sắp xếp là cột nào thì thông qua cái này nó sẽ lấy về cái này thì hầu như mấy bạn lấy của thằng data table thì cái này sẽ ngắt rồi, mấy bạn khỏi phải sửa 10 cái như một. Shop regression có nghĩa là mấy bạn muốn sắp xếp cái từ tăng dần hay giảm dần, nếu mà tăng dần thì ascendant mà giảm dần thì descendant, nó tự động hẳn sẽ có 3 từ việc bắt ASC là tăng dần và DASC là giảm dần nha. Cho nên đó là lý do vì sao thì nữa anh phải có kiểm tra cái sắp xếp cột theo hướng là ASC. Nếu ASC thì sắp xếp theo tăng dần thì anh biết liên tiêu của hắn là sẽ sắp xếp cái này theo hướng tăng dần. Nhưng mà vì do anh muốn sắp xếp đồng có nghĩa là cái cột của anh đang tùy thăng ngoài thăng giao diện kích cái nào trong đó anh nhận cái này. Cho nên anh phải đề ra cái ham get property này. Get property này để anh biết được là thằng là đang chọn cái cột nào mà nữa. Nếu trong cột đó thì anh lấy property cột đó với anh đối với đây thì tí nữa mình đi bắt của đấy là bạn sẽ hình dung nó được nó sẽ như thế nào. À, rồi tiếp tục ở cái phần giấy ép này thì cái này anh cũng sẽ lấy của họ thôi, nhưng anh có đồ lại chứ vì cái của họ hẳn là có mấy cái thưa nhưng mà cũng có mấy cái hẳn là thiếu, cho nên ở đây á đây nhân viên này rồi anh sẽ lấy cái này anh thả vào đây, cái này anh sẽ giải thích cho bạn ngay sau đây luôn. Rồi thì đầu tiên mình phải cần một cái đối cái chỗ để vẽ cái thằng nó ra. Vẽ cái thằng nó ra thì bên cái thằng index này đơn giản là mấy bạn đặt ở giữa đây này các bạn, đặt ở giữa đây. Mấy bạn tạo cho anh một cái thẻ div đi, hoặc không có thẻ div đâu. Nên mình phải thấy bộ chẳng luôn. Thấy bộ. Rồi, được thôi. Trong cái thấy bộ này mấy bạn đặt cho anh cái ID. Cái ID thì có thể là mấy bạn đặt luôn là ở đây đặt tên là ITB employee thì mấy bạn thích thì đổi thành ITB nhân viên đi. Rồi là cắt gọi ID là cái này là bạn vi rắn mà trong ở đâu là mấy bạn ok chứ nè. ID bằng có nghĩa là nếu bên này mấy bạn bật ID á thì bên kia mấy bạn phải dùng thằng đó. Rồi như vậy là bên này mình sẽ có cái nhân viên ID này cắt về thằng này có hiện cái chữ process lên hay không. Lúc này anh kích đấy mà vì do anh bấm chưa tốt cho nên có xuất hiện cái chữ process lên này có hiện cái chữ cái process lên hay không là bật lên là true đúng không. Và server side có không, có xử lý việc có server side không, có cho filter không, có đâu lọc không, có nghĩa là lọc dữ liệu lại cho nó gọn lại. Order multi có nghĩa rằng mấy bạn muốn một lúc mà order theo nhiều cột hay không, có nghĩa là vừa sắp xếp theo họ tên vừa sắp xếp theo số điện thoại đúng không? Thì nếu mà bạn muốn cho muốn đi order thì chủ còn không là để nó còn đấy là cái nơi để nó gọi vào controller của mình. Đấy, controller của mình phải bạn sửa lại cho anh nên là nhân viên
Rồi, method của mình là action của mình là get. Get có chữ S là vì do trong nhân viên của anh có tạo một cái phương thức là get mà, đúng không? Được chưa bạn? Rồi, tương tự như vậy là đấy là những cái cột mà mấy bạn sẽ vẽ ra lên cái lưới. Cái cột này thì mấy bạn có những cái setting cho anh. Lưu ý này, lưu ý mấy bạn dùng cái này là cái chỗ này mấy bạn dễ bị sai nhất. Ở trong cái model của mình đây, cái model này của mình á, là mình có cả cái thuộc tính là mình đặt cái e việt hóa này, đặt các chủng là Pascal, đúng không? Mấy bạn biết chủng đặt tên thuộc tính các kiểu Pascal như thế là cả cái từ đâu việt hóa, cả cái từ con loại bình thường, tương tự. Nhưng mà khi nó bạc về JSON ở ngoài React á, thì mấy bạn phải đổi nó thành kiểu comment, kiểu lạc đà, có nghĩa là cái từ đâu mấy bạn biến thành từ thường hết chưa? Bạn trong cái data này, mấy bạn biến thành từ thường hết. Được chưa? Còn nếu mà bằng vấn đề từ hóa là nó không nhận ra, vì ngoài đi học kiểu cho chủng comment. Đây là một cái nốt mà bạn cần phải lưu ý kéo thôi là sau nên bỏ thôi vì nó cắn chày. Nếu còn mấy bạn copy bên nơi quá giảng qua đây copy giảng qua mà quên sửa lại cái chủng của hắn nó từ các phát tán bên thành comment là lỗi. Tiếp theo, cái trường nào mà mấy bạn có cái search able mấy bạn muốn cho cái trường này search được thì mấy bạn phải set cái thuộc tính search able lên bằng true. Thì cái trường là tí nữa hẳn mấy năm trong cái chánh sách search. Còn nếu mấy bạn không bật cái thuộc tính này lên bằng trú thì tỷ lệ mấy bạn search trên trường này nó cũng cho. Tiếp theo, orderable có nghĩa là mấy bạn muốn sắp xếp có muốn sắp cái cột này không? Nếu cái cột là mấy bạn muốn có sắp xếp thì mấy bạn mới thấy đây này. Nếu mấy bạn cho nó sắp xếp thì nó mới xuất hiện cái biểu tượng này. Còn nếu mấy bạn không cho nó sắp xếp thì nó sẽ không xuất hiện cái biểu tượng này. Ví dụ cái cột action này anh không muốn sắp xếp, không cho nó sắp xếp thì anh tắt đi thì nó sẽ không có cái biểu tượng sắp tăng sắp giảm nữa đâu. Các bạn thấy không? Đã, cũng thấy không? Ở đây có cái biểu tượng đấy, có cái biểu tượng một tên đi lên đi xuống đấy. Đấy nè. Là mình. Đến vào đầu sản xuống nhé. Không, chắc là anh phải hạ đầu sản xuống thôi, sản quá cái chỗ đâu. Đây là còn đây có cái mũi tên lên xuống đấy, đúng không? Còn cái thằng mình cũng cho hẳn sau cái bố là hẳn sẽ không có cái mũi tên lên xuống ở đâu. Được chưa bạn? Đây. Thế đấy là mấy bạn nhớ cho anh lên đây là mấy bạn phải đặt cho anh cái nào mấy bạn muốn sóc cho sắp xếp thì đặt là orderable thành true. Còn thằng nào không cho sắp xếp thì đặt orderable thành false, được chưa? Thằng nào muốn nằm trong danh sách search thì mấy bạn đặt là orderable thành true. Còn thằng là false. Cái thằng thái tô này làm gì? Thằng thái tô này á, là khi mấy bạn có một cái bảng thì mấy bạn vẫn cần có table header và table body. Mà cái bảng anh đây anh cần tạo ra table header thì anh chỉ tạo cái bảng thức thới đấy thôi, đúng không? Không thể có table header, không thể có body thì làm ra một phân biệt. Thì cái thằng thái tô này chính là table header của mình. Thì là cả cái tên cột mà nó ra là ABC chứ đó thì do cái thằng thái tô này quy định, đúng không? Tên cái bài của họ cũng có cái đoạn này. Thì cái này anh thêm vào thì mấy bạn bổ sung vào đó để cho modify lại header. Ví dụ giả sử bên trong làm mặt từ việc hết thì ở đây mấy bạn muốn là employee name thì mấy bạn đổi thành là tên nhân viên, sửa ra cái chỗ này đó. Rồi cái cột action của mình thì sao? Cột action của mình nó có mà thêm sửa xóa hoặc edit error chẳng hạn thì mấy bạn sẽ dùng cái này. Cái cột action tên của hãng nó ra thành action, anh cũng cho nó là được order vì action này có chi phải order chẳng lý chẳng thức xuất hiện cái mũi tên đó là sai ý nghĩa luôn. Rồi ở trong này có cái ham render này có nghĩa là cả cái ham mình sẽ xử lý trong đó. Thì cái này anh sẽ sử dụng kỹ thuật nội chuỗi nó chấm có chi cái được hết. Tí nữa ở đây là anh dùng test không, tí nữa mấy bạn ưa dùng không hấu xong để bỏ vào á thì hẳn chắc anh cũng mắc hoặc là cái biểu tượng xóa đó thì mấy bạn sửa lại cho anh đây mà bằng bỏ thể ý vào đây là nó ok thôi à. Ở đây mày bằng dùng cái data. Cái data đấy chính là cái ID của cái thằng nhân viên mày bằng đúng không? Thì nếu mà cái này nó cũng khác với cái bài tham khảo này, cái bài tham khảo với cái bài này nó khác. Lý do là anh có khai cái thuộc tính data đây. Anh dùng cái từ của data là bằng employee ID ở đây. Thì ở đây anh dùng data hay nói tất cả là anh đang dùng employee ID. Được chưa? Còn nếu mày bằng không khai thuộc tính này thì mày bằng phải dùng cái thuộc tính full này. Full này là nguyên row. Full này là cả cái row của hãng mà hãng đang quan tâm và lại cái full.employee ID, hai cái tương tự nhau.
một mà bạn gọi tâm nghĩ cũng chẳng ép loi đi, cũng chẳng là bạn nghĩ như này cũng được. Còn không phải bạn định nghĩa ra một kiểu data và gắn employ đi vào đây thì data này chính là employ đi. Còn nếu mà bạn không muốn dùng các cách này mà bạn dùng kiểu cũng này thì mà bạn thì mà cũng này là một rấu rồi bạn ấy, thì bạn nghĩ là cũng chẳng employ đi, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta chạy thử xem có thử nó có bị lỗi gì đâu chứ không. Nhấn biên ID nhé, data table. Rồi bên này chúng ta sẽ đặt một cái debug ở trên này xem, để cho nó xem nó đi vào ra đây. Như vậy là nếu nó chạy thành công thì chúng ta sẽ có được cái còn một cái này anh sẽ giải thích cho mấy bạn để mấy bạn khỏi thắc mắc là cái chủ của trong data table trả về thì mấy bạn phải gồm có 4 giá trị. Nếu thiếu một trong 4 giá trị này nó sẽ nổ. Giá trị đầu tiên là raw này là cái tán hiện tại. Cái tán hiện tại thì cái dữ liệu raw này á do mày bằng tính toán thế này. Đây, cái raw này bằng tính toán thế này. Chưa? Cái thứ hai là record filter. Record filter này là dành cho sau khi mày bằng search xong á thì là con bao nhiêu ra. Là năm cái giá trị record filter này có nghĩa là sau khi lọc thì tổng số record sau khi lọc, ví dụ giả sử mình có 1000 record mà mình search từ khóa ra, giả sử nó về 5 tháng thôi thì cái record filter này chứa số năm, có nghĩa là sau khi mà bạn tìm kiếm thì nó đang giá trị của nó là năm. Record total là nó sẽ trả về 1000, có nghĩa là mình có 1000 những data thì nó trả về 1000, đúng không? Và cái data này của mình, cái data của mình là năm đây, là cái dữ liệu mà mình query được trong data bay ra từ nào là từ cái vendor để ra cùng data này để vẽ ra ngoài chỗ chỗ đã dùng cho data sẽ bùng dùng thì bốn cái tham số này mấy bạn phải truyền một cả bốn cái nào không có thì cảm nhận một giá trị mặc định là 1, 2, 3 hay gì đó chứ không là nó sẽ không chạy. Rồi ở đây anh sẽ vô là nhân viên nha. Như vậy là chúng ta đã bị lỗi, chúng ta xem lỗi gì đây. Data table not function là nó không có hiểu được thằng này. Rồi như vậy là ở bên chỗ này chúng ta là bị sai ở đâu đó. Chúng ta sẽ cần thêm một thư viện nữa, đó là lúc này là mình bỏ cái thằng net ra đúng không, mình cần tăng thằng này thêm một cái nữa. Con lồn kiểu gì mình hôm nay chúng ta sẽ data table DS thôi để đợi mất thời gian anh lấy cái này coi cho mau. Chỉ cần hai cái này cho mấy cho mình thêm bộ đôn năng sáng cửa đó mà. À đấy nhỉ. Mai nào cái này là chạy qua đây đâu. Nó chạy qua đây đâu mà sợ. Rồi, xem lại xem. Rồi, nó nói đi vào đây này. Mình đã kiểu rồi như vậy đây là chúng ta lại được con raw của chúng ta về này là một, đúng không? Star chúng ta là bắt đầu vị trí không, còn nghĩa là lấy từ không đến mấy đó. Len của mình là độ dài là 10, là lúc này mình nhấn ngừng muốn mặc là số 5 rồi đâu chứ đó là thay cái thuộc tính len mà mình đi lại bên cái file JS này có cái thuộc tính len thế này. Đây này mày bằng thêm một thuộc tính len vào đây chứ
và cả cho anh số 5 là nó sẽ cho mình số 5 bắt đầu số 5 râu là chứ không phải là số 10 đúng không? Tiếp tục bên này đi xuống shop column, hiện tại nó đang shop column nó lại theo chương employee đi, mặc định nó lại cái cột đầu tiên, có nghĩa là cho phép shop mặc định là cột employee đi đúng không? Tí nữa mình chọn quán nó chỗ thằng tên nhân viên shop thử phạt cái đấy hạng cái đồ thằng là employee name nhớ nè. Rồi shop column direction có nghĩa là hướng sắp xếp, nó mặc định là ASC. Đây ASC là sắp xếp các từ tăng dần, thì lý do vì rằng mà tí nữa là 1 2 3 4 5 6, không phải là 6 5 4 3 2 1 đúng không? Search value, search value là nó đang bằng nôn vì rõ ràng là tên này mình chưa có cái chữ gì hết, tên này mình chưa có cái chữ chữ nhập vào đây hết cho nên search value bằng nôn đúng không? Tiếp tục page size, page size của mình đang là 10, là có nghĩa là 10 dòng ách lỗi 10 record đến 1 page, còn mấy bạn đổi page size là 25 50 bao nhiêu đó thì sẽ cho mình được cái số lượng record đến 1 page, mà mấy bạn thay đổi cái này. Cái skip này là kỹ thuật, một trong những kỹ thuật quan trọng là skip có nghĩa là gì? Mặc định là anh lấy từ 0 đến 10 đúng không? Quá trang 2, quá trang 2 là anh lấy từ 11 đến 20 đúng không? Thì hẳn sẽ skip một cái là 10, nó bóc, nó bóc 10 thằng tiếp theo chứ không phải là bóc 10 thằng đầu, có nghĩa là khi mình phân trang một phát là nó bay qua, ví dụ 100 cái ấy mà mình phân là 10 cái đến 1 trang thì trang số 1 nó từ 0 đến 9, cái số 2 là từ 10 đến 19, cái số 3 từ 20 đến 29, thì một lần nữa nó sẽ kích mấy cái đó, ví dụ mình tưởng là tăng 3 thì nó sẽ kích 20 cái đầu đi, để nó bắt đầu 10 cái của phần thứ 3. Rồi auto record là lần đầu bằng 0, rồi bắt đầu cái cấu đi, cái cấu linh tiêu của mình bình thường thôi, mình lấy về cái nhánh chắc bình thường, có nghĩa là anh sẽ cái này có bằng một công hiệu linh tiêu ở đó này không? Có nghĩa là anh sẽ viết theo kiểu linh tiêu, có nghĩa là tương tự có lần query trong SQL thôi, nhưng cái linh tiêu nó hơi ngược đi. Trong SQL là select sao from đi đó, where đi đó, lấy ra cái thằng linh tiêu mình ngược lại đi, hẳn là from từ cái bảng ở đó, where cái gì đó, rồi mình lấy ra, rồi mình select ra nhá. Thì đây là anh select ra, anh park lên một cái model này. Rồi sau đó đây shop, shop ở đây là video anh có shop này, column của anh là shop ID là theo đi đúng không, shop return là ACD, thì em đi bật thì nó cho mình bằng thể người bên đăng này. Cái này là trên cái bài tham khảo anh có mà anh tự chế. Rồi nó vào cái property, cái cột của anh là tên là cột là employee ID, thì nó sẽ qua cái này. Đây cái property của mình nó sẽ ra 5 cái ID này, thấy chưa? Employee name này, phone number, skill, và year, experience, có nghĩa là số năm kinh nghiệm, nó lấy về được 5 cột này cho mình, nó lấy về 5 cột này, 5 cái thuộc tính là trong cái module này, trong cái module lý do nó lấy về được trong cái module view của anh là có 5 thuộc tính này, ID, employee name, phone, skill và year, experience, không? Nó lấy về 5 cái, cái đoàn ở đấy có nghĩa là gì? Cái đoạn tiếp tục ở đấy là có nghĩa là nếu mà cái cột cái nến này có nghĩa là cái tường mà mình đang cố ý sắp xếp ấy, mình truyền vào, mình truyền vào đây là cái nến của mình đây là vì đang mình đang sắp xếp theo cái employee ID này đúng không, cho nên xuống đấy nó query trong này, nếu nó tìm thấy, nó tìm thấy thì nó gắn cho cái thuộc tính property nó bằng item, có nghĩa là bằng cái thằng employee ID đúng không, xong nó return về, return về thì giờ vô đây là mình sẽ có cái hàm là get value, thì có nghĩa là cái cấu này bây giờ này là gì, sắp xếp cái danh sách employee này, order by không thôi, mình chỉ ghi order by không thôi thì mặc định là order by cho được tăng dần đúng không, còn cái cột là đến cột gì thì do cái cột tính drop chấm get value này là nó lại về, get value này chính là lấy về cái chữ là employee ID đó, đang kết thêm cái trường employee ID shop này. Rồi như vậy là nó sẽ nói nôm na cấu như được ra từng việc là sẽ sắp xếp cái danh sách employee này theo cái tương employee ID theo từ tăng dần, ok chưa? Rồi cái này là search, nếu dữ liệu search của mình có thì mình sẽ search ra, còn không thì thôi đúng không? Cái search này là anh sẽ search theo 3 cái, anh cho là search theo tên nhân viên, skill và phone number, thì ngay là anh chẳng bài cho lỗi thứ 7 là mấy bạn đã kế ra đâu rồi đúng không? Và anh dùng content là một người này có chưa, chứ không phải search bằng, nếu đấy dùng được bằng là phải đúng cái tư nữa thế nó mới ra, còn không là cũng ra. Thì anh sẽ dùng cái phân tay đấy, có nghĩa là tìm kiếm mà có chứa cái từ đúng nữa là nó về được, mà hoặc có nghĩa là hoặc sẽ tìm kiếm cái employee name hoặc là skill hoặc là phone number. Rồi như vậy nó đi tấn ra thì mà bạn thấy nó sẽ đổ ra cho mình cái bảng này, đồng ý chưa? Thì bây giờ mà bạn thấy đáng sắp xếp cái từ tăng dần đúng không, thì anh kích vào đây một phát, đây mà bạn thấy mặc định cái cột nào đáng
tiếp thì cái thằng này hắn đang được bật cái màu xanh này lên. Bây giờ anh tập vào đây cái thì nó sẽ tự gọi là cái thằng này của anh. Được chưa? Và trong này mấy bạn sẽ thấy cái shop của mình cũng là cột employee, nhưng mà cái shop direction của anh đã chuyển thành là DAST, có nghĩa là sắp xếp các từ từ giảm dần, có nghĩa là thằng nào ID to nhất nằm trên, thằng nào ID nhỏ nhất nằm dưới. Và tương tự như vậy, mấy bạn sẽ xuống đây, mấy bạn sẽ thấy này, thôi mình làm đây, mấy bạn hiểu rồi nhá. Xuống đây là mấy bạn sẽ thêm cái hàm này, nó sẽ đi vào eo trong mấy con ít đến lúc này nữa. Là lý do là mình đã sắp xếp theo từ từ giảm dần. Đây, nó xuống đây. Thì mấy bạn phân biệt cho anh order by và order by that is the decision. Order by mà không có cái từ accident sau á, có nghĩa là sắp xếp từ từ tăng dần. Còn nếu mà order by mà có chữ descending, descending này thì có nghĩa là sắp xếp từ giảm dần. Đồng ý chưa? Đây, cho nên là vô đây nó sẽ sắp xếp lại, sắp xếp nó cái cấu này dịch ra từng việc, nó sẽ sắp xếp cái danh sách nhân viên trên cái cột employee ID theo thứ tự giảm dần. Được chưa bạn? Cho nên đây nó sẽ ra là đây mà bạn sẽ kết quả là cái thằng này được sắp xếp giảm dần. Đồng ý chưa? Và tương tự bây giờ anh muốn sắp xếp ra tên. Tên thì anh sẽ tích qua đây. Đây, thôi cho anh tắt đi bất nha. Rồi bây giờ thêm cái nữa đi. Thì bây giờ mày quan thấy này. Shop là nó sẽ ra mấy bạn thấy nó đồ có là employee name như vậy, có nghĩa là mình kết vào cột nào thì nó sắp xếp đến cột đó. Thứ tự sắp xếp của mình sẽ là tăng dần, như vậy là thằng theo alphabet, thằng nào bắt đầu với ký tự xuất hiện trước thằng alphabet thì lên trước, thằng nào sau thì lên sau. Rồi quốc, như vậy là nhớ vì là thằng A năm đầu, lúc này thằng A không phải năm đầu đúng không, thì mình bằng thẻ thằng A này khi nhớ cái hồi ID thẳng là số 2, thằng này số 1, lúc này năm đầu nhưng mà do sắp xếp alphabet cho nên là năm cuối. Và mày bằng thẻ cái nụ này nó đã chuyển qua loại này. Được chưa bạn? Rồi tiếp tục mình sẽ đọc chết sắp search. Search thì giả sử anh muốn cái có chữ đây là có hai thằng chữ M này. Đúng không? Anh ghi ra chữ M cả. Thì ở đấy thì sự kiện search đấy là sự kiện là keypress. Có nghĩa là bạn chỉ cần nhấn cái bấm cái là gọi, nhấn bấm cái là gọi, chứ không cần phải bằng cái gõ hết thế nào mới gọi. Cho nên sự kiện này sự kiện keypress có nhấn cái gì nó gọi. Anh gọi qua cho chữ M. Anh gọi chữ M thương nhé mấy bạn. Nhưng mà hẳn vâng qua thì hẳn có rát không? Thì đây mấy bạn xem. Shop đây. Search value là chữ M. Lúc này chữ search value của mình muốn đúng không? Nhưng chữ search value của anh đây là chữ M rồi. Đồng ý chưa? Thì bây giờ nếu chữ M có thì anh sẽ làm cái to chứ đây. Được rồi. Bỏ qua cái đoạn này nha. Rồi. Đây search value. Vì do search value khác luôn, cho nên nó đi vào đây. Vào đây thì anh sẽ lấy lọc lại cái danh sách đó, lọc lại cái danh sách đó theo cái kết quả mà anh search ra, đúng không? Thì mày bạn thấy này, sau đây có tính lại cái total cost lại là nhá, 15. Đây thì nó chỉ ra cho mình đây. Lúc này nó sẽ xấu là 6 đúng không? Số này lúc này là 6 thì đấy chính là cái gì đấy? Từ từ như lúc này quên đó, chỉ mà filter đó. Record filter có nghĩa là danh sách sau khi số lượng dòng sau khi đã được lọc ra, hay gọi cái khác là sau khi được tìm kiếm. Thì bây giờ mình chỉ có một thằng thì nó sẽ ra đây, đúng không? Và tương tự như vậy. Và cho nên mấy bạn chỉ cần gõ anh nói được không ạ? Bây giờ anh xóa đi thì nó sẽ trả lại cái danh sách tắt nha. Rồi như vậy là chúng ta đã có được cái danh sách sau khi được sắp xếp. Được chưa? Rồi còn cái bàn này á, cái data table này mày bàn bốn bóng mã này cho nó đẹp, cứ làm đẹp gì đó thì mày bàn phủ bootstrap lên đây. Đó, mày bàn phủ bằng cách là ở đây mày bàn gì thêm cho anh bên cái chỗ này cái table này mày bàn thêm cho anh là cái class nha, table. Và đây mấy bạn dùng cho anh cái kiểu thay bộ chứ đầu tiên mấy bạn thay bộ tinh tế print cho nó chứ đâu, bài loại là mấy bạn muốn phụ cái bảng này cho đẹp á thì bạn thêm vào đây. Và như vậy là chúng ta xong cái phần data thay bộ. Nhưng mà mấy bạn thấy là khi mình làm phải là có cái chữ login đó, phải có cái chữ login đấy. Đây F5 là bạn thấy dựa lên đó phải có chữ login, nó xoay ra là do mình có set cái chữ là sau login bằng chú ở bên chỗ cái thằng data thay bộ. Như vậy là mình đã xong được cái phần data thay bộ là hiển thị nhiều lên. Bây giờ tiếp tục mình sẽ dùng Ajax để mình gọi xuống để thêm sửa chữa các kiểu. Đó. Thì ở đây
Ở đây anh kể thêm một cái nút ở đây nữa. Anh đặt đây nha. Tao là cái bộ đây anh kể thêm một cái thẻ thẻ đít gì đó, đít đi. Ở đây anh sẽ có một cái thẻ A. Thẻ A của anh trong này anh sẽ đặt cái thuộc tính hrep. Cái thuộc tính hrep đấy mày bạn lưu ý này. Nếu thẻ A mà mấy bạn không đặt thuộc tính hrep cho hắn thì hắn như thẻ B. Hẳn như cái test bình thường thôi, hẳn kích đô chứ được hết. Mà nếu mà bạn dùng cái sự kiện đó thì nên bạn cũng bắt sự kiện on click cho thằng này kích vào để thêm mới thêm đô gì đó, đúng không? Mà mấy bạn đề lấy thuộc tính hrep mà không có dấu thắng, không có địa chỉ là sao, cho nên mấy bạn phải dùng một cái để nó có nghĩa là nó vẫn hiểu là tại A nhưng mà nó sẽ chơi sự kiện, nhưng mà dùng JavaScript 2.voice quá không. Còn cái là nó vẫn là thẻ A nhưng mà mấy bạn kích vào thì nó sẽ bắt sự kiện. Tiếp tục ở đây mấy bạn dùng cho anh cái tên là S hoặc là thêm nhân viên. Anh là chạy ở để đồ run admin cho nên nó rồi thêm nhân viên. Đấy anh sẽ gọi sự kiện on click ra. Được chưa? Anh chờ đó. Anh làm on click. Thì để mấy bạn mở cái module lên. Mở cái module lên ở đây anh sẽ làm sự kiện cũ cho hẳn sao cho đẹp nhé. Class btn là bút tổng và btn btn lại đi. Đây, xem có thể cái nút nâng lên chưa? Hay là có cái nút thêm nhân viên đây hay? Thẻ A, màu gì hơn cho màu mè này, không phải bàn nữa thì đổi lại hay màu đắt đi. Đây, chứ có nghĩa là mấy bạn muốn thêm cái nút vào, đó là thẻ A, nhưng mà bạn phủ sẽ tái lên như một cái bút tổng, thì hẳn sẽ hiền lên như một bút tổng, mặc dù hẳn là thẻ A. Như vậy? Tất cả các cái thẻ mà mấy bạn muốn phủ nó lên như là một cái bút tổng thì mấy bạn dùng cho anh là btn class gốc hoặc là btn sau đó btn gạch ngang gì đó để mà cho màu mè lên, chứ không phải nhất thiết chứ đừng có nhìn một cái nút mà nghĩ đó là cái nút, nó là cái thẻ A hoặc là cái thẻ gì đó, mấy bạn phủ cho ta như là một cái bút tổng lên thì hẳn là bút tổng. Ok chưa? Rồi thằng này nó cái gì cho cái class chân thần bỏ nó đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xử lý sự kiện các on click này. Thì khi mình kích on click này á, mình muốn bật lên một cái model theo cái cách của mấy bạn học hiện tại là mấy bạn dùng cái template nữa, là mấy bạn phải thiết kế một cái template đúng không? Mấy bạn phải thiết kế một template là có tên là create employee hoặc là tạo nhân viên, xong rồi mấy bạn đi ra cái form nữa, xong bằng kích vô cái này là bằng action của mấy chỗ cái thằng ngoài con action là create nữa. Mình bên create là mình bằng cái tạo một cọc create get và create post. Get là để về cái form lên và post là để lấy điều tiêu với cái form này hồi xuống, đúng không? Thì bên này anh sẽ làm một cái thôi, anh không dùng nhanh cách nữa. Thì mấy bạn vào mấy chỗ cái kẹp 3 second là search nha, model của Bootstrap 4 mình đang dùng thì bạn 2019 là mặt định hạng là Bootstrap 4 đấy rồi, nên mấy bạn dùng thì dùng các thư viện của thằng Bootstrap thì những nhớ mapping cùng với chân hoàng là Bootstrap 4 bạn được, tuy nhiên mấy bạn dùng ngang hàng nhau cho khỏe và chọn Bootstrap 4. Đây mấy bạn vào cái chữ model này, mấy bạn bờ cho anh cái đoạn code này về, cái đoạn này thì cũng chẳng có thân phẩm gì ghế gớm đâu. Đây thì Bootstrap này có nghĩa là gì, thằng sẽ khi mấy bạn kích vào nó sẽ bật lên cho mình cái form như đây, rồi nó bật lên cho mình cái form như này này. Đó, mấy bạn muốn kích một cái nó bật lên cho mình cái form đó, rồi mình làm cái to gì trong cái form đó, rồi mình thêm tên nhân viên đó cho mình điền xong mình lưu cái bậc của cái số đó. Thì ở đây mấy bạn học cái đoạn này cho anh, mấy bạn không cần lại cái bút công để chỉnh cái hình lục này này, open model cho nên mình cần, cho nên mấy bạn chỉ cần copy cho anh ngang cái đằng này xuống ngang này, được chưa? Cái này thì mà chúng đô hát cái combo chặt chuồng cho nên mấy bạn lấy của họ về thôi. Anh khuyên mấy bạn cũng chỉ hiểu thôi chứ đừng có thuộc, thì ngồi gõ đi ngắn mất thời gian lắm. Rồi sau đó mấy bạn dán ngay bên dưới này, dán ngay bên dưới đó, được chưa? Thêm vào trong chỗ cái bài mình bằng cách dán bên dưới đó,
Vậy bạn đặt ra cái ID ở đây thành là gì? App Edit. Nhân viên, vì anh sẽ dùng cái model này cho cả hai việc, thêm nhân viên anh dùng model này, sửa nhân viên anh cũng dùng model này, cho nên anh đặt tên hoặc là add edit nhân viên, hay nói cả đặt từng việc là thêm sửa nhân viên, hoặc là người đặt cái tên gì đó, đặt lý do lờ là anh dùng cái thằng cần, anh có tạo một cái controller tên là employee để làm mẫu rồi ấy. Cho nên chứ anh phải đặt thằng là tên nhân viên, còn nếu không anh đặt gì employee cho nên là add edit nhân viên, ok chưa? Rồi bây giờ mình tự bật thằng này lên xem cái model header là mày bằng đổi cho anh nên là thêm nhân viên. Rồi ok, để yên như vậy mình bật lên cũng có thể trang cái model lên nó đăng à, thì anh sẽ qua cái lớp nhân viên này anh sẽ viết một cái và mình đi ok ngọt được nha, để tắt lại cho nó gọn. Ở đây anh sẽ viết một cái nhân viên chấm sâu model, sâu model phân chân chưa, trong sáu mô đồ này anh sẽ gọi tới cái class của hắn, class của hắn đây anh đặt lúc này là add edit nhân viên đúng không, add edit nhân viên này cách của recovery gọi địa chỉ mà hoặc ra nhảy nhảy id là mình dùng dấu hắn đúng không, qua vào đây và mình ghi rồi đó model mà hoặc ra sâu được chưa, như vậy là khi mình kích vào cái nút đó rồi bây giờ mình lại cái thằng này mình đánh vô những cái sự kiện on click của cái thằng này, như vậy là cái thằng này á bấm cái nút đó bấm vô on click thì mình sẽ gọi vào trong chỗ cái lớp di ảnh của mình đây, gọi trong cái lớp di ảnh của mình đấy mình sẽ đặt tên gọi tới cái phương thức cái thằng mà trong cái di ảnh của mình, ok chưa? Rồi bây giờ anh chạy thử xem rồi bài chúng ta đọc đây cái vào đây load đi đặt model e not function để xem vào bên đi hẳn chưa một chút đấy cái gì nhỉ, sáu model ở đây nó tắt hình như là ngược lại không, model chẳng sáu đúng rồi gì nhỉ, lại phải đi du học à, chấm mô đô và ngọt xấu đúng không, đây này cái này là anh ghi thấy đúng rồi, mô đô và ngọt xấu vâng, cái này gì mình gọi là đó, cái này bật cái mô đô lên thôi. Thằng 140 nha, tâm như cái em quan trả lại nào nha. Mô đô. Hả? Hả, nó bỏ 140 luôn mà. Mình chưa bỏ mình bỏ đi con đi đây này làm hiểu được chứ, mình bỏ đi con đi đây mà làm edit model tìm nhân viên à, thằng cái file chắc có là mình vào cái hàm thôi, nhưng mà mình có thêm cái object gì được, cái tên object gì được đó, mục đích của mình là để trong phân biệt giữa cả cái hàm này với nhau, kẻ không thôi đừng lần sau này mà bằng thân chúng ta có phải lúc nào mình cũng chỉ gọi một cái thằng nhân viên đi vào đâu, nếu giả sử mình muốn tương tác với một cái class nào của đó của cái lớp quản lý lớp công bán nha ha, thế mình cũng lôi thằng công bán đây vào mà vô hình tống trong thằng công bán mình cũng có một cái tham là edit model xấu nữa ra,
và nếu mà mình không phân biệt bởi cái thằng gọi là nhân viên chấm editor model hay là thằng thông báo chấm model nó biết được quá, cho nên mình bỏ cái tên object vào trường là một cách là như vậy. Mà điều khoản viên đang đi chơi hẳn không lên, hiểu chính được không? Hình như là mình hiểu thêm cái thư viện của cái thằng bootstrap và đến bỏ thêm cái thư viện thằng bootstrap mà mỗi sai một thứ ra rồi. Recovery đây, recovery đây, bin đây, bin đây đây này. Thì thằng bin là thằng cục con. Trong cái thằng hai thằng recovery là thằng không có bin là cục, còn thằng có thằng bin là cục con thôi, không có gì hết. Chị này hiểu mà đang làm cái hiểu. Anh nói thằng cái bút quăng bin gì hả con rồi nhá. Ừ có thử, đây, em ra đây phòng mát nữa. Rồi, hiểu thơ viên nó bút tắt biến xe, nên mình tích có cả 5 bậc của mô đô lên cho mình. Không nghĩ chưa? À, như vậy là mình sẽ có model. Khi trong cái model này á, anh cũng giải thích cho mình bằng thêm một tí nữa. Cái model này mặc định là model size của anh á. Nếu có một vài lúc này bằng muốn tăng kích cỡ hoặc giảm kích cỡ của cái size của model này lên thì mình bằng thay đổi thuộc tính nào đây? Thì cái size của model phải bằng thay đổi thuộc tính ở đây. Đây là ở đấy mày bạn đặt cho anh cái thuộc tính là ở đây là model laser. Laser có nghĩa là cái tắt của laser là lớn á. Có nghĩa là mày bằng được đây, mày bằng enter này thì mày bằng thẻ cái module của chúng ta bây giờ bật lên nặng trẻ cũng phải. Như thế này nữa nó có thể nó sẽ có hơn. Không, nó sẽ tăng thêm lên á. Thế nếu giả sử cái form cái pop up nào mày bằng hay bằng được có nhiều cái element ở đó quá, mày bằng được thêm nhiều cái vào nữa. Thế mày bằng tăng cái size của cái module của mình lên để mình làm. Thấy không? Tiếp tục để mình làm. Bây giờ mình muốn thêm nhân viên thì mình phải bỏ ra họ tên mấy cái thông tin đó để mình thêm vào. Anh chuẩn bị đi học thêm mà bằng anh không mới chụp được rồi. Close anh sẽ chuyển qua lại đây thành là đây cái đoạn này, qua đoạn này mình bắn đừng đừng để nguyên như vậy à, chỉ sửa cái thân ruộng ở giữa là cái phần body model này thôi. Bây giờ anh sẽ dùng bootstrap để anh cài thêm ở đây một cái đít class row để tạo ra một dòng. Được chưa? Trong cái div này anh sẽ tạo hai cái div nữa. Một cái div class cốn middle. Một. Và div 2 là class cốn middle. À, miễn năng còn lại đủ 12 thôi, cái này là cuộc kiểm soát của bootstrap đấy các bạn. Đây, cái phần gọi là grid của bootstrap, ở đây anh sẽ dùng một cái label làm tên nhân viên. Được chưa? Qua đây anh sẽ bỏ một cái input file là bằng text, require là bằng true để quay là bằng số lên, đúng không? Mày bằng có thể set min len, max len các kiểu. À, min là bằng bao nhiêu đó, max bằng nhiêu đó, tối đa. Rồi, tiếp tục bên dưới này á, mày bằng vào cái nút đóng thì mày bằng thêm cho anh một cái nút nữa. Là nút lưu thì chắc gọi là anh dùng thẻ á thôi, anh không cần dùng thẻ bút tông đâu vì bút tông nó phải submit. Đấy thì anh sẽ là dùng cái thẻ á nha. Address này anh sẽ dùng cũng là như lúc này. JavaScript 2.0.7 à, cái tên cái nút của anh tên là save. Class là btn và btn success đi chẳng hạn. Rồi, rồi xem là cái model được nó xem. À, như vậy là bài bạc à, chúng ta muốn cho đẹp thêm tí nữa chúng ta phải phụ nó lên phải là form control.
phong trình trộn phong group. Rồi anh cho là cái vừa thôi, anh kiểm định cái model này anh cũng thân to nên anh để được thôi. Phong trình trộn cho từng thằng đi, cái đâu phải từng thằng nữa. Cái đi label là hình như à không, phần này này là phần control, còn thằng label của mình là class là hình như label chứ hả, label và phần control lúc đi. Rồi, như là control label hay chí á. Cái kiểu form lan tỏ, thêm cái viên mới được rồi. Rồi, control label thôi à. Nay thì có thuộc thôi mà làm rồi. Như vậy là nó sẽ đánh đạt cho mình. Đó, là có tên nhân viên gì đó. Đúng không? Bây giờ mình có cái gọi là cái skill, mình có cái danh sách skill trong phần drop down list á. Thì mày bằng sẽ làm cái này ra đăng đây để cho nó có cái drop down list ở đây. Được chưa? Thì đầu tiên bên này anh sẽ trong cái này anh sẽ lấy một cái gọi là anh sẽ viết một action. Action này có tên của anh là public action result. Action result hoặc là JSON result gì đó. Gọi là get skill. Vì mình anh có cái bảng skill trong data bay này mà bán. Rồi. Như vậy là anh sẽ muốn lấy hết danh sách skill anh lên thảo đây. Không nhá. Thì anh sẽ vá ra một cái object anh như anh có cái lớp skill ở đây rồi. Hai skill model và một cái skill bằng new list skill model này. Và một cái list skill model này được chưa, và sau đó anh sẽ gắn skill này sẽ bằng nhân viên nv dummy contact chấm skill chấm select add to add new một cái skill model mở hoặc ra đọc hoặc lại. Rồi hôm nay chúng ta sẽ ra name là bằng add chấm title và ID và value sẽ bằng add chấm skill ID. Yeah. Rồi sau đó anh sẽ new một cái return một cái new một cái giấy tên mở ngoặc ra new một object new một cái object rồi nếu một object response là bằng skill. Rồi như vậy là chúng ta sẽ có một cái hàm là get skill này để cái lỗi action để get skill này lấy về danh sách skill của mình. Sau mình qua mình phải giấy add á, mình sẽ viết một cái hàm này nhân viên chấm init skill là để cài đặt để tàu lấy danh sách skill này về. Trong này á mình sẽ bằng một cái function. Chưa? Thì bên này á
để có cái skill đó thì bên này mấy bạn phải tạo ra đây một cái clone này ra. Bây anh sẽ đặt tên của thằng này là kỹ năng. Kỹ năng, và bên này đây anh sẽ đổi cái này thành một cái select. Dạ, yeah. Một cái select đây. À, cũng là class là form control. Và ID của anh đặt cho hẳn là ID sẽ là skill luôn. Name cũng là skill luôn. À, name là skill ID. Tí nữa vì lý do anh sẽ giải thích. Nếu buổi nên kịp thì khi mô mày bằng anh sẽ giải thích cho lý do vì đang anh đặt ID là khác mà skill ID là khác. Tương tự cho thằng trên này cũng vậy, anh sẽ đặt cho hẳn thêm ID này để chúng ta nhận vào. Đây sẽ là employee, employee gì, đấy, name. Rồi, và thằng này cũng vậy. Rồi bây giờ chơi anh init thì thằng skill này lên đây cho thằng drop file cho mày bằng. Ở đây anh sẽ viết cái tham này. Ở đây anh sẽ dùng là đồ địa chỉ bằng Ajax. Function. Anh phải function. Đúng rồi. Đây cái cú pháp của Ajax thì mày bạn sẽ tham khảo trên mạng đấy nè. Ajax. Ajax recovery. Đây, vào đây để mày bạn lấy cái cú pháp của thằng Ajax để mày bạn bờ về mà dùng. Có cái ví dụ mà hiện ta và cách quá chắc của chúng ta như này mở ngoặc ra qua trong đó cũng sinh thổ thì để cho nhắn là thì anh sẽ đi bờ cải của anh, bờ cải của anh mà như anh làm ở ban đi mô nhỉ. À, có tin nhắn nghe bác như đây em có làm những cái bờ đi mọc hàng có sẵn đây. Anh sẽ dùng Ajax ở đây chúng ta sẽ có là nhân viên và đây chúng ta sẽ sửa lại cái này là get skill. Rồi qua đây là anh sẽ lấy về trong túi là anh sẽ bỏ vô cái thằng là skill. Ở đây là value chấm ồ như vậy thì module đặt sai rồi. Đây là value chấm value và đây là value chấm name. Rồi và chạy thử xem có thử hẳn sẽ có cái hẳn đặt init cho mình cái à khoảng chưa là cái này là khi mình phải gọi cho hẳn init thôi, init là hẳn phải bỏ nó cho mình rồi. Đây để trong cái đây đào đang sửa sao thì nó là lý do vì đang anh phải tắt ra thêm hẳn thêm một cái nữa nó là thế thì nó chưa về đâu mà mình phải à, nó chưa về đây này, mình phải làm một cái việc nữa. Ui, lỗi rồi. À quên, đây chẳng tu linh nè. Rồi, ở đây mình sẽ bỏ qua cái ham này. Init skill này trong một ham init này. Có nghĩa là khi vào cái là nó sẽ có chẳng cái nó bỏ chẳng skill ra cho mình chỉ gọi mà sai thôi. Đó. Rồi, bây giờ mình chạy lại sang bên này xem. À, có nghĩa là khi mày bằng việc cái kiểu này là khi mày bằng huấn thì bấy vào vàng lên cũng là ngoài thứ mà chuẩn bị sẵn sàng cái vàng đề đó đấy rồi mày bằng chỉ sai thôi. Nó có nghĩa là tốc độ khi xúc của mày bằng sẽ rất là nhanh vì vô cái làm là từ đồng bắt cái skill bỏ sẵn đó cho vàng in đích sẵn đó đó đúng rồi thì mới sai thôi. Rồi anh thêm cái ni tỷ thôi mình tạm thời dừng sẵn để em đi học của nó. Đây mấy bạn thấy này. Ê.
lỗi chim là chưa ra ta. Kỹ năng Marie là nó lấy chưa về chưa được qua. Skill of pen anh đi vậy à, anh trong đây đặt gì đấy quan liêu quan liêu là bằng quan liêu ném là bằng ném đúng rồi mà khi đang hẳn không lại về được cái ta hai cái quan liêu là vì cái quan liêu nên đặt lên đi thôi gì đâu đây chỉ ném thôi mà như rửa là để coi à coi nhân viên gan sự tiêu có được vô đấy không nha. Đó là cách để mình thả có cái rong lên nào nhưng mà vô lỗ từ đâu rồi à như vậy là hẳn đã trả về cho mình rồi. Tuy nhiên lần đầu vô khổ là cái form mình chưa có ở tạm thang này nha. Nhưng mà khi mình bật cái form lên thì hẳn không biết thằng này là thằng nào, cho nên khi mà mình làm thằng ở xong thì mình phải bật cái model lên xong của mà mình phải gọi thằng này nữa vì cái thằng này chưa bật lên nên chờ cho bạn thử xem nó được không. Thì được thì đó không ai đi mua anh đặt tên nó như rửa lắm ai đi xem này có thử nha. Gọi được phải nick này vô được. Thằng này trăm cân đâu. Qua phải làm phải có rồi. Ờ ra. Không lỗi mà vì đang hẳn lên. Nắp bén mà được hay không? Rồi vô rồi mà không nắp bén được. Get report data Valio để anh thử đổi lại cái thằng này thằng hai cái đối tượng khác sao nha. Ê, để làm anh phải đổi ra đi trong thực tế. Đây là bình thường này. Như cái hồi được hết rồi, có cho nhau mình được khó ấy. Chán một đời thì nó phải. Rồi.
Cùng đi ăn. Đi thế này. Buồn thiệt đó chứ. Còn đòn tình trục này mà sai. Sai chứ mọi. Có phải là họ sẵn ra rồi đâu? Là cái mono mình chưa? Cái đối tượng của mình là có rồi. Mà vì sao nó không được? Mới đâu? Nick Nick sáng bây giờ anh em cà phê đúng là có hàng từ biết rồi anh nhắn rồi có anh chỗ cái network là nào quốc một cà phê vắt liếu bên đêm ạ à? Mình sửa là thành là ai đi bên đêm rồi đang hẳn còn đấy là vắt liếu bên đêm tắt mình sửa trong lý thân là ID mình đếm rồi mình sửa thân ID mình đếm rồi đây vẫn còn ID đâu à do đây bị sai cầm mình trúng bay này có được đâu lên cái anh đi là được
Thôi ăn giờ này cái bao nhiêu lên cho mày vào cũng ăn vào. Ok. Rồi nha, đi bằng mày bằng sẽ giúp được mày bằng một chút kiểu đó. Không. Con nhiều thứ nữa, tuy nhiên là ngang tay chân rồi đó.